Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Bài Chương Trình 5. Mình là Minh Trí. Chúng ta đang tiếp tục phần 2 của những nhóm bài Hư Vô, Đắc Quốc. Quên đi những con bài thân, quên đi quỷ. Hôm nay chúng ta lại đến với một phần rất, mình nghĩ là rất quan trọng. Đó là review những con bài chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam. Đây là những lá bài trong shop girl nha các bạn. Hiện tại với Kyudai đang ra một con bài mùa sao, đó là con bài bất tử. Bài đầu thường tháng 7. Tháng 7 nha các bạn, chỉ tháng 7 nữa thôi. Hiện tại bài của ra là được các mắt tại Việt Nam. Nếu như các bạn thích chơi con bài hình nhân rồi kia, các bạn nên cố gắng có con bài mâm đục. Mâm đục sẽ giúp cho con bài rồi kia rất dễ đi hồi. Một con bài phép rất là loại hai con bài hư vô từ mồ. Các bạn thấy khả năng tiêu hôi đặc biệt của nó. Như vậy là chú Kyudai đã chịu thua. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn video review những con bài tại shop view Đắc Quốc phần 2. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình.